mô hình này là mô hình Rutherford Bohr, thì các bạn có thể thấy này, ở đây người ta ghi là Bohr model, đây là mô hình Rutherford Bohr, cho nên chúng ta sẽ thấy cái quỹ đạo, hay nói lẽ là trong sẽ chuyển động trên cái quỹ đạo, được không? Nó sẽ chuyển động trên cái quỹ đạo này. Rồi bây giờ mình thử nha, mình tăng lên thành helium, helium z bằng 2, thì bạn biết là hai electron á thì cấu hình là 1s2, ở đây này người ta viết ở dưới này 1s2 thì cũng trên một lớp đúng không? Đúng chưa? Nhưng bây giờ nếu tăng thành lithium, tăng thành lithium thì sao? Có phải tăng thành lithium là xuất hiện thành lớp số 2 rồi không? Tại vì khi bạn viết cấu hình là 1s2, 2s1, đúng không các bạn? Cho nên là nó sẽ có hai lớp, ha, lớp 1, lớp 2 này. Và tương tự barium hai lớp, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Có phải chúng ta thấy rằng á là cứ thêm vô thì electron nó tăng dần, đúng không các bạn? Và nếu mình viết cấu hình electron của neon á là 1s2, 2s2 và 2p6. Vậy thì mặc dù là mình viết 3 phân lớp nhưng mà có hai lớp thôi, thì bạn nhìn rõ ràng có hai lớp thôi. Và lớp số 2 có bao nhiêu electron? 8 electron. Cho nên chúng ta nhớ hàng 2s2, 2p6 mình phải cộng lại 8 electron trong lớp số 2. Được chưa? Rồi. À, đây là cái mô hình Rutherford Bohr. Vậy bây giờ đối với mô hình hiện đại thì sao? Tức là mô hình Rutherford Bohr thì nhìn nó dễ hiểu á, nhưng mà không có đúng lắm ha, rồi theo khoa học thì không đúng lắm, cho nên người ta mới đề xuất ra mô hình hiện đại. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem hydrogen trong mô hình hiện đại. Đây là hydrogen trong mô hình hiện đại, đây là hydrogen trong mô hình Rutherford Bohr. Thì đối với mô hình hiện đại thì chúng ta biết rồi, electron nó mình không có xác định được cái quỹ đạo, nhưng mình biết cái vùng mà electron nó xuất hiện, thì đây là cái vùng đó các bạn. Hai cái vùng này người ta đang vẽ như vậy để chúng ta hiểu rằng là electron nó sẽ xuất hiện đâu đó trong cái vùng này. Mà bây giờ tôi không biết là nó nằm ở đâu hết, nhưng tôi biết rằng nó sẽ xuất hiện ở đâu đó trong vùng này. Được chưa? Thì cái vùng này gọi là gì ha? Hồi nãy mình học rồi, đó là orbital nguyên tử.